thể là em. Tập 25. Đừng khóc lóc thảm thiết thế nữa, chỉ là một ván cờ thôi mà. Cậu xem, cờ 10 ván, ván 6, nắc mặt hình cảnh sơ hốc hác quá. Mấy ngày nay, anh ấy luôn chăm sóc bố tớ, vất vả quá. Anh ấy đã thắng 5 ván rồi. Thua ván này cũng có sao đâu, có thể khiến Diêu Khoa giữ được chút thể diện. Anh ấy và Diêu Khoa đều là sư đệ của hội quán Cửu Châu. Nếu Diêu Khoa phải cạo trọc đầu thật, thì gặp mặt nhau gượng gạo lắm. Tôi thấy người đẹp này. Anh gọi tôi là gì? Cô. Câu trước. Người đẹp. Cô ấy nói rất đúng. Thắng thua ván này không là gì cả. Nếu ván này trạng thái của cảnh sơ không tốt, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó chiến đấu tiếp. Dù sao cậu ấy cũng thắng 5 ván rồi, tỷ lệ thắng sẽ rất lớn. Có thể xem thêm một trận đấu, có thể thưởng thức thêm một cuộc đối đầu giữa hai cao thủ cửu đẳng là một chuyện tốt với phần lớn người yêu cờ vây. Nói như vậy là Thịnh Cảnh Sơ sắp thua trận này rồi. Trước khi thi đấu, Diêu Khoa đã nói là sẽ thắng được 6 ván, bây giờ đã trở thành bánh vẽ rồi. Không thể bị cạo trọc đầu thật được. Nhất định phải cố gắng để 5 ván sau hòa. Có thể hòa hay không, bây giờ vẫn chưa nói được. Nhưng nếu ván này anh ấy thắng Thịnh Cảnh Sơ thì cũng coi như tin hot rồi. Lần đầu hòa trong 10 năm. Diêu Khoa cửu đẳng, Thịnh Cảnh Sơ cửu đẳng. Nước cờ đánh góc này của sư đệ Diêu có lẽ là để kéo dài thời gian, tính hết số mục. Mong chờ quân trắng đi một nước cờ đối phó ở đây. Sau đây chúng ta xem anh Tiểu Cảnh sẽ đối phó thế nào. Nước ăn ở đường một này của anh Tiểu Cảnh có thể nói là vừa đẹp. Nếu quân đen bay, quân trắng chặn đánh trước, lại kẹp ở đường số 2, quân đen nhảy, mở rộng mắt, quân trắng bám sát rồi bẻ ở góc. Quân trắng ở đường 1 vừa hay đã cản được, quân đen chọc vào ở đường 2, vừa thu quân vừa bổ sung cờ. Chắc hẳn điều này là một cú sốc rất lớn với sư đệ Diêu Khoa. Chúng ta có thể nhận thấy cờ này của sư đệ Diêu Khoa rõ ràng là để gỡ gạc tổn thất ở điểm 3 lúc trước. Nếu quân trắng dám chặn thì quân đen sẽ cướp, như vậy quân đen lúc trước chết vô ích ở góc trên bên trái cũng có thể phát huy tác dụng của cờ cướp về. Thời cơ thăm dò nước đi đối phó của anh Tiểu Cảnh thật sự đến rất đúng lúc. Rõ ràng sư đệ đã bị tê liệt rồi. Các bạn khán giả, tê liệt có nghĩa là khiến người ta thấy khó chịu, đắn đo mãi cũng khó đưa ra quyết định. Nói trắng ra là cho dù nước cờ này đi ở đâu, bản thân cũng sẽ không thoải mái. Vậy thì đối thủ cũng đạt được mục đích rồi. Sư đệ Diêu Khoa đã đi một nước cờ có vẻ rất bất lực. Nhưng thực ra điều này nô không ảnh hưởng đến thắng thua. Xem ra bây giờ quân đen vẫn ổn hơn một chút. Nước bẻ đôi kỳ lạ này đã làm anh Tiểu Cảnh tê liệt. Xem ra sư đệ Diêu Khoa vẫn canh cánh trong lòng với nước đi ở điểm 3 lúc trước. Sư phụ, chú Trình đã nhập viện vì tôi rồi. Đến lúc đó anh thua cờ, vì tâm lý bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn thì tôi sẽ thành tội nhân thiên cổ mất. Anh cố lên nhé. Chắc là nước cờ này muốn thăm dò nước cờ đối phó của quân trắng. Nếu quân trắng bẻ vì an toàn, vậy thì quân đen được lợi một mục. Nếu quân trắng không muốn thiếu mục, bổ sung ở chỗ khác, liệu có xuất cờ được không? Sư phụ, anh phải cố gắng lên, nhất định phải cố gắng lên. Nhất định phải cố gắng đấy sư phụ, cố lên, quân trắng vừa được lợi. Ở quan tử, vậy thì bây giờ nhượng bộ, để bảo đảm không có quân nào chạy thoát hay là mạo hiểm bảo vệ số mục. Đây lại là bài kiểm tra tâm lý Diêu Khoa đặt ra cho anh Tiểu Cảnh. Thế này mất mặt quá đi mất. Lúc trước tại điểm 3 góc trên bên trái, anh Tiểu Cảnh vừa thua một vừa ăn cờ của sư đệ Diêu Khoa, muốn tìm lại chút lợi, việc cướp bóc ở góc trên bên phải bù đắp lại tổn thất, lại bị một nước cờ hay của anh Tiểu Cảnh không giải được lợi lộc, bây giờ lại chơi một nước cờ chết. Điều này thật sự khó chấp nhận. Nếu bây giờ sư đệ Diêu có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, quân đen thu quan bình thường thực ra vẫn có hy vọng giành phần thắng.
quân đen 14 quân, tại sao sư đệ hai quân không ăn quân trắng ở bên dưới? Như vậy quân đen sẽ thua hoàn toàn. Quân đen 14 quân, quân trắng 12 quân. Diêu Pha liên tục mắc sai lầm, lần này đại thần nhà cậu sắp thắng rồi. Đại sư huynh, nghe Tiểu Lam và Hi Hòa nói, sư đệ Diêu Pha lần này thua rất kỳ lạ. Liệu có lội ngược dòng không? Cục diện hơi kỳ lạ. Nhưng tôi rất hiểu cảm xúc bây giờ của Tiểu Pha. Chắc là cậu ấy đã đoán được mình sắp thua rồi, vội vàng chơi xong ván cờ. Vậy nên mới cậu thả đưa ra nước cờ thất bại chặn cướp cuối cùng này. Cô xem, nước cờ đánh bắt của Cảnh Sơ rất thông minh. Nếu nước cờ này đi sai, quân đen sẽ lợi dụng cờ cướp được chặn cướp thu quân. Như vậy cờ đen sẽ có cơ hội lội ngược dòng. Nhưng cho dù bây giờ thì khoảng cách giữa quân đen và quân trắng cũng rất nhỏ, rất nhỏ. Diêu Khoa cửu đẳng, Thịnh Cảnh Sơ cửu đẳng. Quân trắng 177, Thịnh Cảnh Sơ thắng nửa mục. Quân trắng bao nhiêu? 177. Dẫn trước 7 mục. Tôi chỉ thua nửa mục phải không? Trọng tài, trọng tài. Anh Diêu, xin anh giải thích sao lại liên tiếp mắc sai lầm. Anh Diêu, xin anh giải thích. Hôm nay anh phải cho tôi một câu trả lời. Anh Diêu, xin anh trả lời rốt cuộc là sao? Tại sao anh không nói gì? Anh Diêu, giải thích đi. Nhưng rồi. Anh Diêu Khoa, sư đệ, đừng chụp nữa, không được chụp nữa, anh không sao chứ? Sư đệ, anh tỉnh rồi, anh không sao chứ? Anh đợi nhé, em đi lấy ít nước nóng cho anh. Trong cốc giữ nhiệt của tôi. Đi mau. Tiểu Khoa, không sao đâu, nghỉ ngơi tí là ổn thôi. Bác sĩ nói dạo này cậu không nghỉ ngơi đầy đủ, lại thêm vừa nãy quá kích động, nghỉ ngơi tí là khỏe thôi. Tiểu Khoa, cậu đừng đứng dậy. Ngồi đi. Nào, tựa vào. Đừng đứng lên. Anh cũng đừng buồn quá. Đã nói rồi, chỉ là một trận đấu giữa bạn đồng môn. Hơn nữa ngoài anh ra, tôi còn không có tư cách chơi cờ 10 ván với anh Tiểu Cảnh. Sư đệ, anh đã là kỳ thủ hàng đầu lòng chúng tôi rồi. Đừng quá cố chấp. Lúc trước tôi không nói với anh, số lần đối đầu của chúng ta là nhiều nhất. Tôi biết rõ thực lực của anh nhất. Anh mãi mãi là một trong những kỳ thủ đáng tôn trọng nhất. Tiểu Khoa,
Anh không sao chứ? Trận quyết đấu cờ 10 ván đỉnh cao. Cờ vây. Thịnh Cảnh Sơ chiến thắng trận 10 ván cờ đỉnh cao, Diêu Khoa thua đậm với tỷ số không nhất nhau tại chỗ. Mạnh miệng nói thắng 6 ván quả thất bại 6 ván, Diêu Khoa mất hết thể diện, quá đổi tức giận. Giấc mộng 10 năm của Diêu Khoa tan vỡ, không bao giờ ngóc đầu lên được. Em có tự tin thắng cậu ấy không? Nếu lần này em phát huy bình thường, ít nhất em có thể thắng 6 ván. Hội quán Cửu Châu. Bình thường sư đệ Diêu Khoa khắt khe với bản thân, không theo đuổi điều gì khác. Ngoài cờ vây ra, cuộc sống của cậu ấy gần như không có ham muốn gì. Cậu ấy coi trọng cờ 10 ván như vậy, bây giờ muốn vượt qua thật sự là quá khó. Nói thật, sư đệ Diêu Khoa thua anh Tiểu Cảnh, nước cờ quan trọng nhất của mấy ván, anh ấy đều thua theo cách khó chịu nhắn lòng nhất. Anh nói xem, nếu là em cũng không chấp nhận được. Tâm lý của mỗi người đều khác nhau. Một vài người có thể xuất sắc như cậu ấy thì đã thỏa mãn từ lâu rồi. Á Quân, không phải thứ ai muốn lấy là lấy. Nhưng có một vài người, cậu cho người đó vị trí thứ hai, cả đời người đó cũng không cam lòng. Em và anh Tiểu Cảnh lớn lên bên nhau, em thân với anh ấy hơn. Nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ của sư đệ Diêu Khoa, em thấy rất buồn. Rõ ràng anh ấy đã xuất sắc lắm rồi, như vậy không phải là tốt lắm sao? Đều là đồng môn, sao lại thua đậm như vậy? Được rồi, lau đi, đừng khóc nữa. Tại sao nhất định phải phân thắng thua? Vậy nên bố luôn nói với chúng ta, trong thế giới của cờ vây, không chỉ có thắng thua, còn có vui buồn hợp tan của đời người. Càng cố chấp với việc thắng thua, lại thường không thể có được, quên mất mong ước ban đầu. Thứ còn lại chỉ có thể là nỗi đau không cần thiết thôi. Nào, em đừng uống nữa. Tôi phải đi hãm mấy loại trà bổ khí huyết, bổ não cho cậu ấy uống. Anh đi từ từ thôi đại sư huynh. Khi nào cậu ấy điều chỉnh xong và về hội quán, không ai được nhắc đến chuyện cờ 10 ván đâu đấy. Sợ hết hồn. Được rồi, ăn nào. Món này đi. Không ngờ kết thúc của 10 ván cờ, ầm ĩ xôn xao trên mạng, lại khiến người ta thổn thức như vậy. Liễu Liễu, thực ra anh ban đầu rất giống Diêu Khoa, đều rất cố chấp với thắng thua.
còn nhớ lời anh nói với em không? Cố chấp là con dao hai lưỡi. Nó khiến người ta tiến lên, cũng khiến người ta lún sâu hơn. Em đưa anh đến một nơi rộng lớn hơn. Sư đệ Diêu Khoa, hình như lún sâu hơn rồi. Hôm nay nhìn thấy anh ấy như vậy, nói thật, em cũng thấy hơi buồn. Anh không được giống anh ấy đâu đấy. Không đâu. Từ khi em ở bên anh liền biết trên thế giới này còn có rất nhiều thứ quý giá hơn thắng thua. Anh nghĩ anh sắp hoàn thành bài tập thầy giao rồi. Gấu trúc, dạo này anh mệt quá rồi, anh phải gánh vác tất cả mọi chuyện. Nào, nằm xuống đây đi, em xoa bóp cho anh. Gấu trúc, mấy ngày nay anh vất vả chăm sóc ông chủ Trình. Nhìn anh ngủ ngon nên không gọi anh dậy. Nghỉ ngơi cho khỏe, em sẽ đến thăm anh muộn một chút. Pinecom Video. Gì thế? Thẻ bò bít tết của quán bò bít tết mới mở. Phải hình dung mùi vị thế nào kiểu như vị này chỉ có ở trên trời. Bên trong có hạn mức là 20.000. Cầm đi mà tiêu. Cậu muốn vỗ béo tớ đấy hả? Cậu đừng có mơ. Cái này cho chú. Cậu không được ăn miếng nào. Tớ không biết hầm canh, cũng không biết nấu ăn. Chân của chú bị thương, mang đi tẩm bổ cho ông ấy. Vừa ngon vừa bổ. Hạn mức 20.000. Cậu hào phóng quá đấy. Quán của bạn trai tớ, thuận nước đẩy thuyền, đúng là hơi qua quyết, nhưng hạn mức là thật. Chú sẽ vui thôi. Ghen rồi phải không? Cậu cũng có. Tớ có cái gì? Dạo này công đang chỉnh lại dự án mới. Bên trong có một tài liệu cuộc thi nấu ăn. Lát nữa học sẽ nói, cậu xem cho kỹ đi. Hương vị của món ăn tan trên đầu lưỡi. Mục lục. Phân tích tính khả thi được các bạn cho rằng gọi là cuộc thi đấu chỉ là một hình thức. Còn nội dung chúng ta thật sự cố gắng thể hiện có hai tầng. Phát huy mạnh mẽ văn hóa ẩm thực truyền thống của Trung Quốc. 2. Tìm được cao thủ nấu ăn đang ẩn dật trong dân gian. Cho họ một sân chơi để họ dùng ẩm thực kể lại câu chuyện của đời mình. Suy nghĩ sơ bộ của tôi là lấy tài năng ẩn dật làm chủ đề, lấy 4 hoặc 8 trường phái ẩm thực truyền thống lớn của Trung Quốc làm nội dung. Hình thức của chương trình chủ yếu bao gồm mấy vòng thi là vòng tuyển chọn, vòng loại. Sau đó lại kết hợp với hình thức livestream trên mạng để những siêu đầu bếp trải trong thành phố thật sự bước vào tầm mắt của mọi người.
Cậu cười ngốc gì thế? Cậu đánh tớ làm gì? Mọi người đi hết rồi, cậu còn ngơ ra ở đây. Đi thôi. Đi mau. Xem ra mình cũng chỉ nghĩ thôi. Gọi điện thoại đến chỗ mình cơ à? Alo. Alo, chú Trình. Chú Tiện nói chuyện không à? Tiện, cháu nói đi. Chị không có ở đó đúng không à? Không có. Thằng ranh này. Cháu đến thì gọi điện thoại cho chú chi vậy? Chú Trình. Cháu mua chân giò kho tàu của quán lâu đời. Chú thích ăn nhất. Tiện lắm à, lấy ra một túi hâm nóng là được không phải? Nhiều thế này chú phải ăn trong bao nhiêu năm chứ? Chú cứ giữ lại từ từ ăn. Chú Trình. Chị không cho cháu đến bệnh viện, nên cháu không dám đến thăm chú nữa. Dạo nào chú thế nào rồi? Phục hồi tốt phải không? Tốt lắm. Khỏe như trâu ấy. Nếu chiếc xe đó nhỏ hơn chút chú hất nó văng ra xa luôn ấy chứ. Cái này cháu tin. Chắc chắn chú có thực lực này. Nhóc con, cháu giỏi nịnh hót đến mức cái chân của chú sắp khỏi luôn rồi. Chú nói cháu nghe, con bé tiểu ý này, tính nó thế đây, khẩu xà tâm Phật. Cháu cũng đừng để ý. Có thời gian muốn đến thăm chú thì cháu gọi điện cho chú. Đến lúc nào cũng được. Chú ở đây cháu sợ cái gì? Cháu làm sao thế? Không sao đâu chú. Nhưng chú có thể nói được vậy thì cháu cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù thế nào, cháu vẫn nợ chú một lời xin lỗi. Chú Trình, cháu xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi. Thêm lần nữa là thành đưa tiễn linh cữu rồi. Nào, lại đây, chú nói với cháu chút chuyện. Dạo này quán thế nào? Ổn lắm à. Chú nói cháu nghe, cháu phải để ý quán cẩn thận cho. Ngày nào cũng phải dọn dẹp vệ sinh. Nói với hàng xóm trong phố một tiếng. Đợi chân chú khỏi thì chúng ta sẽ mở cửa lại. Đóng cửa sổ vào đi, chú thấy hơi lạnh. Tớ thấy phòng số 2 hơi nhỏ. Hay là cậu cố gắng giúp tớ xin phòng số 38 nhé. Tớ sợ bây giờ xin thì không kịp. Cậu đừng để bụng chuyện Lisa nhé. Chú Trình, N, hôm nay đến sớm thật. Sợ bố đói mà. Vừa nãy lão từ suýt nữa mua rượu cho bố, bị con ngăn lại. Cháu thấy trạng thái này uống chút cũng tốt mà. Đúng, uống một chút, gừng gân hoạt huyết mà. Đúng đó, ai mở cửa sổ cho bố thế? Lạnh quá, con đóng lại cho bố. Không cần. Bố nóng. Hôm nay bố thấy rất nóng. Nóng, nóng lắm, không được. Bố mặc ít thế mà, con đóng lại cho bố. Chân làm sao? Chân nở chạm sao thế chú Trình? Như có kiến chui qua chui lại ấy. Thế này đi, đi tìm bác sĩ đến khám cho. Con đi ngay đây, con đi ngay đây. Để tớ, cậu trông chú Trình đây nhé. Nó, đi. Sao thế bố, đau ở đâu? Bố nói với con đi. Giờ đỡ hơn rồi. Chắc là vừa nãy tư thế không đúng lắm. Đúng, đúng, đúng. Tiếng gì thế? Không nghe thấy có tiếng nước sao? Có ạ. Vòi hoa sen chưa tắt. Tiểu ý, con vòi hoa sen tắt chưa? Xem thử đi, xem thử đi. Sao con không nghe thấy? Đi mau, đi mau, N, là gì có. Bố gặp ảo giác rồi. Lạnh quá, con vẫn nên đóng lại cho bố. Cả ngày bố ở trong phòng, không bị ảo giác cũng khó. Được rồi, chúng ta ăn cơm đi. Bố để ý chút đi. Không phải bố. Vậy là ai? Là bố. Mở ra vậy. Ở đây còn một cánh. Hay mở cả cái này ra đi. Buổi trưa bố ăn gì vậy chứ? Đi, đi, đi. Bố làm gì thế? Hả?
Hoa nội trú. Anh mở cửa đi. Anh mở cửa đi anh. Anh tự nhốt mình trong phòng 2 ngày rồi. Anh nói với em một câu cũng được. Tóc anh. Bộ chén trà Thịnh Cảnh Sơ tặng tôi đâu? Để đâu rồi? Ở đây này. Ở đây à? Hai hôm nay tôi đã nghĩ thông suốt hai việc. Việc đầu tiên, đời này tôi sẽ chẳng bao giờ thắng được Thịnh Cảnh Sơ trong việc chơi cờ. Tôi không bước qua được ngưỡng cửa này. Thành công ở ngay trước mắt tôi. Tôi cũng chỉ có thể nhìn nó thôi. Anh đừng nghe mấy người trên mạng nói linh tinh. Còn việc thứ hai, đó là tôi đã không thắng được cậu ta. Vậy thì cái người mấy hôm trước gây tai nạn bỏ trốn tên là Dương Hiểu Vũ đúng không? Hình như là thế. Cậu giúp tôi một việc đi, Tiểu Phổ. Cậu liên lạc với người nhà của cậu ta giúp tôi. Anh thật sự định đi đi. Nghe lời. Anh ơi, trà của anh dùng thông thả. Cảm ơn. Nào, nào, mời hai đại ca ngồi. Mời ngồi. Tìm tôi có việc gì? Tôi nói trước nhé. Là luật sư của Thịnh Cảnh Sơ. Hôm nay tôi chỉ phụ trách chuyển lời thay anh ấy. Thịnh Cảnh Sơ là cái thằng chơi cờ, xem video giúp cảnh sát. Nếu không có nó thì Hiểu Vũ cũng sẽ không bị trường đuổi. Giờ anh ấy muốn khởi tố các anh. Thưa luật sư, khởi tố bọn tôi. Nó có thôi đi không? Chú hai, đại ca, anh bớt giận. Anh ngồi xuống nói được không? Nói thật, là luật sư, tôi cũng mãi không sao anh ta còn muốn khởi tố các anh. Người bị bắt rồi, tiền thuốc thang cũng đền rồi. Đúng đó, anh xem, anh ta cứ muốn khởi tố các anh. Tôi cũng không hiểu, cứ phải đè đầu cưỡi cổ người ta mới chịu. Cuộc chiến tiết kiệm. Ở với bố em cả ngày, mệt lắm nhỉ. Bây giờ chú Trình đã tự đi vệ sinh được rồi. Anh chỉ cần giúp chú lúc chú lên xuống giường thôi. Thời gian còn lại còn được thưởng thức trái cây. Đầu bếp Trình gọt cho anh. Bằng kỹ năng cắt gọt điệu nghệ, em xem có phải trông anh khỏe khoắn hơn rồi không? Đúng đó. Gấu trúc đầy sức sống của chúng ta là ngầu nhất. Cuộc thi nấu ăn không chuyên, tài năng ẩn giật. Nhanh xem cái này, muốn tham gia. Bố với chị em chắc chắn không cho em tham gia. Tại sao? Lúc em tốt nghiệp đại học đi học nấu ăn, bố em nói với em là: Tri Liễu à, làm đầu bếp cả đời chẳng có tiền đồ gì. Con ấy à, đừng có chịu nổi khói lửa này nữa. Anh có thể cảm nhận được em đang tận hưởng quá trình làm ra những món ăn ngon, không hề thấy khổ.
Nhưng anh từng nghe một câu nói chưa? Là bố anh thấy anh khổ. Hơn nữa, trong mắt bố em, chị em chính là kiểu mẫu thành công. Em chỉ cần lấy chị em làm mục tiêu phấn đấu là được rồi. Cho nên, ông mới nhờ quan hệ đưa em đến Pinecon Video. Liễu Liễu, không nói nữa, còn phải nhanh chóng đưa cơm cho ông già Trình Phong Thu đang đói trên giường bệnh, để ông ấy mau mau tài nấu ăn của con gái rượu. Cuộc thi nấu ăn không chuyên, tài năng ẩn dâm quá. Bố nếm thử nhé. Tay nghề tri liễu nhà mình ngày càng giỏi. Cháu cũng nếm thử đi, cháu ăn rồi. Bố ăn nhiều vào. Nếu bố thích ăn thì con sẽ nấu tiếp cho bố. Đừng. Bố nghe chị con với Từ Trì nói, công ty lại có chương trình mới, phải làm việc chăm chỉ, đừng có suốt ngày nghĩ đến việc chạy vào bếp. Con gái phải sạch sẽ, đừng để mùi khói dầu bám đầy. Chưa biết à? Bố ăn nhiều vào. Bố không nỡ ăn, bố ăn từ. Đơn đăng ký cuộc thi nấu ăn của Pinecon Video rồi, đi hay không? Cuối cùng em tự quyết định. Anh gọi em đến là để nói việc này với em sao? Trước đây em từng nói với anh, thắng đương nhiên tốt, thua cũng không sao. Hôm nay anh trả lại câu này cho em. Nhưng em khác anh. Liễu Liễu, anh đã ăn rất nhiều cơm em nấu, cho nên vẫn quyền lên tiếng. Tình yêu của em dành cho ẩm thực xuất phát từ trái tim. Hơn nữa, khứu giác của em nhạy bén bẩm sinh, cũng có lợi thế bẩm sinh về việc tạo ra món ngon. Hơn nữa còn có sự cố chấp của riêng em với những món ăn ngon. Đây chính là năng khiếu của em. Năng khiếu hơn người. Giống với năng khiếu chơi cờ vây của anh sao? Chỉ có hơn chứ không có kém. Anh thì phải cố gắng. Em là thiên tài bẩm sinh. Liễu Liễu, anh tin em. Em cũng phải tin tưởng bản thân mình. Chết rồi, em lại hối hận rồi. Em thu hồi được không? Không được. Yên tâm đi, anh sẽ luôn bên em. Tiểu Phổ, cậu xem kiểu tóc của bộ tóc giả này giống kiểu tóc ngày trước của tôi không? Tiểu Phổ, không giống lắm. Sao anh không nhuộm tóc? Chân tóc mấy hôm nữa là mọc dài ra rồi, vẫn là màu trắng. Tôi không muốn để người khác thấy tôi nhếch nhác như thế. Anh nói xem, có phải em làm như vậy hơi gì? Thất đức sao?
Thịnh Cảnh Sơ đã hoàn toàn hủy hoại tôi rồi, khiến tôi mất hết mặt mũi. Cái tên Dương Hiểu Vũ kia là đáng đời. Còn tại sao tôi lại vào rơi vào tình cảnh này chứ? Cũng đúng, Thịnh Cảnh Sơ kia đã vô tình lắm rồi, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của anh. Em nghĩ thông suốt rồi, dù anh nói gì, làm gì, em đều ủng hộ anh. Thầy Giải, thầy Tưởng, hai thầy đến rồi. Nào, nào, mời ngồi, mời ngồi. Nào, thầy, em cầm giúp thầy. Tiểu Khoa, hai thầy. Em xin lỗi, để hai thầy lo lắng rồi. Nào, mời ngồi ạ. Ngồi đi thầy. Ông ngồi đi. Tiểu Phổ, hai thầy ngồi nhé. Em bảo phục vụ mang đồ ăn lên. Ngồi, ngồi đi. Thầy vốn định dẫn ông Giải đến tiệm trà của một người bạn ở Vân Nam ở một thời gian. Nghe nói em ngất xỉu, hai thầy không yên tâm, vội vàng về thăm em. Sắc mặt vẫn ổn, bình phục ổn đó. Vẫn ổn à? Thời gian trước em cứ chìm đắm trong cờ, có lẽ là hơi lao lực, nghỉ ngơi không đủ. Em cho rằng bản thân ít nhiều gì cũng có cơ hội thắng cờ 10 ván. Nhưng kết cục không, 6. Đúng là hơi không hợp lý. Thầy xem trận đấu rồi, ít nhất có 2 ván có lẽ thắng. Nhưng vì quá muốn thắng, thua ở tâm lý. Em hãy nhớ, người đuổi theo phía sau mãi mãi vất vả hơn, hy sinh nhiều hơn người chạy ở phía trước. Ngoài ra, thầy cũng muốn khuyên em, đôi khi đừng quá cố chấp. Thầy đã nói với em từ lâu, tại sao nhất định phải giành hạng nhất chứ? Phải chấp nhận sự khác biệt về năng khiếu. Trong thế giới cờ vây, không chỉ có người muốn thắng thua, mà còn có người cầu đạo. Em cứ luôn cố chấp như vậy thì sẽ có chuyện đó. Nếu ai cũng cố chấp như em, vậy những kỳ thủ Nhật Bản cùng thời đại với bậc thầy Ngô năm xưa chẳng phải không có đường sống sao? Ông Tưởng, ông nói thế là không đúng. Có ai khuyên con trẻ thế không? Được rồi, được rồi. Rượu đâu? Nhanh lên. Nào, rồi đây này. Nào, rót rượu, rót rượu. Đây, anh. Thầy uống rượu. Tiểu Khoa, mấu chốt không ở việc giành chiến thắng, cũng không phải năng khiếu. Quan trọng là em phải thay đổi tâm lý khi đánh cờ. Đánh cờ không phải để đánh bại đối thủ, mà là để hiểu rõ bản thân mình hơn. Đối thủ của em không phải ai khác, mà là cờ vây. Đương nhiên, chịu khó luyện tập cờ đương nhiên là vì chính mình. Nhưng mà chỉ cần em không ngừng tiến bộ, không ngừng vượt qua trình độ chơi cờ của bản thân ngày trước, quan trọng là nhất định phải có tâm thái bình lặng, vậy thì thằng bé này về sau nhất định sẽ trở thành một kiện tướng cờ vây. Thầy nói đúng, ông giỏi ăn nói hơn tôi, cùng một đạo lý mà ông nói dễ nghe hơn tôi. Tôi chỉ muốn nói thẳng, nó không nên cứ nghĩ mãi đến việc thắng Tiểu Cảnh Sơ, chơi tốt cờ của mình là được. Được rồi, được rồi, ông đừng nói nữa, không được nói nữa. Hôm nay đến để uống rượu với học trò của tôi, không được nhắc việc chơi cờ nữa. Uống đi, em mời hai thầy. Cầm lên. Nào, thầy. Anh nói xem, nếu em cho bố ăn, bố em nói với em là không ngon, thì em phải làm sao? Không đâu, chắn sẽ ngon. Em không tin lời anh nói đâu. Em nấu cái gì anh cũng thấy ngon.
Các người định làm gì? Nhận ra tao không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.